Thương lắm á. Không. Cho dù cái gì đi chăng nữa, nhưng mà tình nghĩa vợ chồng vẫn y cũ, không thay đổi. Không thay đổi. Chứ mắc cỡ gì kìa. Mắc cỡ hả? Hùng ăn miếng ơi. Không. Hùng cả đây. Hùng một miếng coi. Trời ơi, hùng cái nó đã gì đâu. Quá trời đẹp mà không ngồi sao được. Tán nữa thấy không? Tán đầu tôi nãy chế tôi tán còn cái, giờ bà tán tôi thêm cái nữa. Mê ổng là ổng vừa đẹp trai vừa hát hay sao cô Tư? Mê ổng là mê chỗ đó đó. Hùng anh miếng lấy hình này. Cái đi cho người ta thấy rồi. Nó chi thế luôn thấy không? Miếng luôn. Hết miếng luôn. Đưa mặt qua anh hung lại miếng nữa. Mấy em nó quay lên nè, mấy em nó ok rồi. Vậy là năm nay mình đúng luôn là mình nhiêu tuổi? Đúng 47 luôn hả? Đúng luôn là 47. 47. Không 47, cô Tư là 75, cô Tư tuổi con trâu đó, con tính đi. 75 á. Thì là tuổi ngựa. Ông thích cô Tư trước, từ từ cô Tư mới thương. À tức là ông qua lỡ ông kêu vô hoài hả vậy? Kêu vô bán da chai hay sao? Là cho về trai hay bán. Dạ xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có tìm đến cặp vợ chồng gọi là đôi đũa lệch U75 và U47. Xin mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh gặp gỡ đôi vợ chồng này nha. Em ra đi, đi mãi không về nơi đây. Ở phương trời xa xăm, bóng người đi cuối nẻo chân trời. Nay em đã đi rồi, anh nơi này ngày đêm nhớ thương. Nhớ thương em, nhớ thương từng đêm. Mà bây giờ đi từ từ thôi. Em đi quá xa, em nhớ chân hình bóng người thương. Ôi hay quá, chào hai chồng nghe. Mới đi đâu về vậy? Mới đi dạo phố về. Đi dạo phố hả? Cầm hai ly nước thôi. Hai chồng cầm hai ly nước. Dạo phố. Thương lắm á. Cái tình cái nghĩa mà. Thương lắm á. Cho dù cái gì đi chăng nữa, nhưng mà tình nghĩa vợ chồng vẫn y cũ, không thay đổi. Không thay đổi. Chứ mắc cỡ gì kìa. Mắc cỡ hả? Hùng ăn miếng ơi. Không à. Hùng cả đây. Hùng một miếng coi. Trời ơi, hùng cái nó đã gì đâu á. Hùng cái nó ơi. U75, U47. Thôi bây giờ sẵn ở trên đường mình đi về nè. Giờ mình chia sẻ cho bà con cái duyên sao mà hai chồng gặp nhau vậy. Khích chưa mát đi, khích đây mát nè. Xe. Đợi này mát đi. Giờ kể coi anh Khanh, sao mà hai chồng gặp nhau? Kể này. Cái duyên sao hai chồng gặp nhau? Nếu chiều nay lỡ hàng không về thì sân năm nay sân sẽ buồn. Quen hả? Quen anh cái gì? Không, không chắc là sẽ buồn hơn mấy còi mai vàng. Giá mùa xuân không mặc áo mới, hẹn hò xa xôi bỏ quên tất cả. Dành cho em, hồi nãy anh bị tán một cái vô đầu. Em giỏi rồi. Sao kể đi sao mà cái giờ kể đi sao? Cái duyên sao mà gặp nhau rồi. Giờ kể cái duyên phải không? Hồi đó sao tình cờ sao gặp nhau? Gặp nhau đây U47 với U45. Hồi đó anh Khanh. Bây giờ anh nói thiệt, thật sự luôn là hồi đó bà đi lụm ve chai, rồi bà bơi lên tới trên chỗ nhà anh ở, rồi cái bà vô
bà ra bà vô, bà ra bà vô vậy đó, bao nhiêu lần như vậy á. Rồi ghét cái thằng kia, con nó không cho nó đi nữa, rồi bả mới lên, rồi mình vậy đó, rồi cái mấy vô tình ôm xe con luôn. Đó, đó. Anh nói thẳng vậy à. Là cũng như cái ý ổng nói là cô tư thương ổng đó. À. Đó, ôm xe con luôn rồi xong. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì là đó, thương bả lắm. Anh đẹp trai như vậy. Anh thấy anh đẹp trai không? Trời, thấy đẹp trai quá trời đẹp. Mà không mùi sao được. Tán nữa thấy không? Tán đầu tôi nãy tôi chế tôi tán còn cái, giờ bà tán tôi thêm cái nữa. Mắc cỡ cô làm quá, cô đừng mắc cỡ. Không nói chuyện đàng hoàng á. Tôi nói vậy là quá đàng hoàng rồi, đụng cái cũng không cho nữa. Cũng như có cháu tôi chung đồ lợi tân cũng vậy, không nên nói bậy bạ, không có được. Đứng sát vô coi. Bà mắc cỡ hả? Tôi lớn ông hơn ông tôi phải mắc cỡ rồi. Bà lớn hơn tôi có hai mấy tuổi chứ nhiêu. Ít hả? Nhưng mà anh kêu cô bằng em mà, phải không? Ừ. Em ơi, thằng mày. Không hát qua nè. Có. Ở chỗ hát đi. Phải hát à? Không, ly ly này em nó mua cho, ly này công nhận uống ngon. Trời nha. Không, tiếp tiếp. Ngon. Nhạc cổ đó vừa bản mà vừa ca nó tiếp tiếp luôn sao. Vừa hát bài nào nào nghe hay có mùi. Chơi luôn hả? Hát bài nào mà bả mê nhất á. Ừ. Bài nào bả mê. Sẵn có cháu tôi đây nè. Bốn người lái luôn. Hồi chúng nè. Tao 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 xúc bà luôn bây giờ nè. Tao tao với tôi. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu thức trên dài ngăn hà chích nữ hồi ngộ ngâu lăng sau một năm dài xa cho nó xỉu luôn à dân còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong khóc hẳn về hãy ghê cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn coi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ đen tối mà lội đi về không có bà tư được không Nói gì, chung là nó phải nghe ông hát thôi được rồi nhiêu đó đủ rồi hay quá hay à. Hồi đó là cô mê ổng là ổng vừa đẹp trai vừa hát hay sao cô Tư? Ừ, mê ổng là mê chỗ đó đó. Không anh miếng lấy hình luôn cái đi cho người ta thấy rồi. Miếng này. Trời ơi. Đó, khi thế luôn đó không? Miếng luôn, trời ơi. Hết miếng luôn. Đưa mặt qua anh hung lại miếng nữa. Trời ơi. Ơ, mấy em nó quay lên nè, mấy em nó ok rồi. Cái này gọi là chảy nước miếng, chảy nước miếng. Chảy nước miếng luôn. Cái nữa rồi ngon vậy cho mấy đứa cháu này đi về rồi tôi nhớ hoài luôn đó không thơm còn nữa, hơn là cháu ruột hi nhớ mấy đứa em nhiều lắm á hi đi là em đi là hi nhớ mấy đứa em nhiều lắm à hi ơi vậy là năm nay mình đúng luôn là mình nhiêu tuổi đúng 47 luôn hả đúng luôn là 47 47 không 47 cô Tư là 75 cô Tư tuổi con trâu đó con tính đi 75 á hi tuổi ngựa còn khỏe quá ta không quá. Chắc đi lụm da chai hoài đó. Coi tay còn mạnh con, không? Con vác củi bó bự về của tôi á. Mà đều nặng lắm, cũng té văng vô lùng sạc sạc không mà. Mấy cha mẹ nó cười. Cơ bả kìa bà Tư có té. Ở nhà đi bà nội ra đừng đi. Ở nhà chịu không nổi. Thì 47. Mà có một cái đêm ngủ được, đêm ngủ không được, bị nó lên máu là cả chục lần nữa. Đêm máu rồi cả 3 tiếng hồn mới ngủ được. Cô Tư ơi, cho xây hỏi mặt cho con hỏi là như là hai vợ chồng mình đó là ở với nhau là bao lâu rồi? 6 tháng rồi. Được 6 tháng rồi hả? Mà cô Tư lo cho ổng không mà ổng không có mặn gì ra tiền hết. Ông uống quá là cái chứng bệnh ông nó khó hết lắm. Ông phải nghỉ cho nó thiệt là hết ông mới uống lại. Thôi nói chơi chứ uống. Uống qua ngày đoạn tháng thôi. Chứ không phải là nhớ uống à, để mà chết đâu. Không nhớ gì người ta không tới thăm mình còn nhớ cái gì nữa. Không, con phải nhớ rồi. Rồi. Cái chuyện đó phải nhớ rồi. Để biết rằng vậy nhớ ba đứa con. Em thấy là ở trên cái trán của mình đó là cái đó mình bị tai nạn hay là bị nhỏ? Bị trái xe em. Trái xe hả? Lâu chưa anh? Bị lâu chưa anh? Bị lâu chưa? Không nhỏ, anh thấy cái nè, em gờ nè.
mà nổi ổng bây giờ hay quên hay nhớ đem vô nhà xác rồi mà vẫn đi đường ra này, kiếm quán rượu uống. Đường này là ở trên Bình Dương, cái người mà đem vô nhà xác rồi. Còn cái đường này là ở bên Vĩnh Châu, phiến lỗ luôn ha, phiến lỗ luôn. Còn ở trên này còn hai ba chỗ nữa, hai ba bữa bị giật, hai ba bữa bị giật, có khi nhà giật hai lần ba lần của ổng á, giật coi ổng biết ai nó quéo lại vậy trơn rồi. Giật rồi sao còn biết đường nữa, giật mình luôn. Mà bà thường hay trên thường bờ chỗ đó được sống mà dưới nước rồi ai mà kéo ổng lên được, cũng bự con nữa. Cô Tư ơi, là anh Khanh á, là anh nói là cô đi lụm ve chai này, bơi xuồng lên này gặp ổng hả? Cô đi bơi xuồng, chứ xuồng của Tư nhỏ đâu có bự. Trước cửa nhà ổng hoài cái gì thì bơi, bơi ngang đó thì ổng kêu thì ghé, có khi ghé chút rồi chút đi về không cần phụ luôn. Kéo đồ lên là phụ lụm ve chai rồi lên cho bả đó. Rồi ổng cái gạo của cô Tư nè, đồ ăn đồ rồi thuốc gì cái chỗ đó mà hai người được cái gì chứ ổng biết con cái cà cầm chai rượu đến nhau luôn. Rồi bây giờ cho con hỏi cô riêng cô Tư đi, cô Tư bơi xuồng ngang là lúc đó là mình địa ổng hay sao? Sao lúc cô Tư đi bơi xuồng ngang nó lớn lớn á là cô Tư địa anh Khanh hả? Không có địa, ai thích ai, ổng địa đâu, ổng thích cô Tư trước, từ từ cô Tư mới thương. Tức là ổng bơi qua lại ổng kêu vô hoài hả gì? Kêu vô bán ve chai hay sao? Là cho ve chai cho hay bán? Cho ổng có mà cô Tư bán tại đó luôn, không chừng luôn nữa. Chứ đâu có mỗi cái mỗi cho ổng rồi về cô Tư. Tức là ổng có ve chai cho cô Tư hay hay là ổng kêu cô Tư lại bán ve chai cho cô Tư? Bán giùm, ổng bán giùm có rồi phải cho ổng tiền. Ví dụ như được 100 thì cho ổng hết 50, cô Tư còn có 50 hơn lại cho ổng được. Phải chia. Ông thương bạn. Vợ chồng mới thương chứ. Thương bạn lắm. Rồi bây giờ cho ổng đòi đi theo lụm qua có bề gì ổng chết cô Tư ở tù. Không được. Xuống không mà năm sáu tháng rồi nó mới giật lên, lần lên chuột được. Lâu lâu mới giật lần. Lâu lâu mới giật lần chứ không phải nó giật giống như người ta. Lâu lâu mới giật lần. Mà ổng bây giờ 80 kg á, mấy đứa con tin không? 80 kg. Bữa giật hai lần luôn. Ăn cơm được chút nửa chén, nửa chén ngày năm giật, cử luôn. Giật hai lần luôn. Rồi cái Hia biết làm gì giờ, rồi nằm một đống dễ lắm con, cho co luôn canh không thôi giấm chút xíu là ổng tỉnh à. Giật kìa nó chỉ có cái đó thôi à, mau lắm, mau tỉnh. Chanh với giấm, bởi vì người ta ổng mà thở chanh này nhai có ai kêu ổng bỏ vô miệng nè, nặng nhét vô miệng á, rồi cái đầu còn cái vỏ á nhai luôn cũng được nữa đó, là một chút xíu á, chút xíu là tỉnh lại liền à. Ổng bị giờ cũng mất tiền hoài gì, mất cái điện thoại nữa, ổng có biết gì đâu. Mất hết trơn, không có còn gì hết trơn á. Hia không còn gì hết trơn, bây giờ Hia chỉ còn cái mạng của Hia. Nói chuyện hồi nó là bậy. Không, cái này anh nói thiệt. Chỉ còn gì thôi à. Vợ chồng tôi đứng sát sát vô đi, cặp cổ tôi nói chuyện. Ổng mà khùng khùng nói chuyện hay quên hay nhớ, ổng để cái gì rồi là ổng quên. Không mà thương bả, thương cái tình cái nghĩa, thương bả. Buồn cái làm vậy. Bây giờ hỏi cô Tư, bây giờ hiện tại là mình thương anh Khanh là bao nhiêu phần trăm? Thương nhiều không? Cô Tư thương ổng là nhiều nhất. Cô Tư bỏ là bỏ không được, dứt khoát là bỏ không được. Vậy là bỏ không được luôn hả? Bỏ không được. Dạ. Bỏ ổng không ai lo ai gì. Ba nội hồi nãy la chửi ung thùm có đời nào cầm cho ổng bạc nào đâu. Bà làm gì? Dính rồi, dính rồi. Vậy là mình thương anh Khanh là thương cái điểm nào của anh? Mình thương ổng là cũng như hoàn cảnh vợ con ổng bỏ ổng rồi không ai lo ai gì đó, thương là thương vậy thôi. Đúng rồi. Đúng, em nói đúng. Đó giờ cô Tư ở dưới luôn, không lên đây là ổng không có tiền mà rượu uống. Rồi thuốc hút cái đúng. gì tùm lum la. Chính xác. Bà bà nói đúng. Cho con lần 5 kg hồi Tết rồi thôi. Đúng. Ông đúng. Này đói quá chịu nổi qua nhà bà xin cơm ăn bới tô cơm chừng mới lớn mà chửi đúng. Trời hết. Chính xác. Hiện tại là bây giờ là mình sống chung hay là sống riêng cô Tư? Cô Tư ở riêng, cô Tư ở dưới nhà. Và ổng ở trên này, vài ba bữa cô Tư mới lên. Trên này đâu phải nhà của Hia đâu. Cái nhà hồi nãy nhà là của người ta đi làm công ty ở ngoài Đồng Nai á. Người ta cho hai người Bình ở Dương á. Với thằng nãy người ta cho ở thôi. Chứ Hia không có cuộc đất nào trọi chim hết đó. Vậy là ổng không có đất mà ba bốn bữa mình nhớ cái mình lên mình thăm ổng. Rồi ổng có xuống thăm mình không? Có, ổng xuống hoài vậy, mà xuống hoài rồi ổng ngồi quán thận á. Rồi ổng kêu cô Tư lên, cô Tư mới lên, chứ vô nhà ổng mới tới cửa gào hai chồng bảnh chửi ổng, đụng má đụng mẹ đồ quánh ổng. Ổng sợ ổng đi ta te về, đi bộ gì. Đúng, chính xác. Vậy là không phải là sợ, mình không thích nói chuyện.
nhiều. Mình xuống là mình thăm rồi mình có như là vợ chồng người ta thường, nếu mà vợ chồng người ta phải chăn gối có không? Có vợ chồng có chăn gối chưa? Cái này là ổng không dám vô nhà ngủ đâu. Vậy hả? Không. Có ngủ trên này thì có, ổng không dám vô nhà đâu. Tụi nó đâu có cho ổng vô nhà đâu mà ổng vô. Nó ngủ qua đêm luôn không? Ổng lại tới đẳng là nó chửi nó làm vậy lắm. Nó không thương à, nó ghét ổng là ổng không có lo cho cô Tư vậy đó. Phải ổng lo đi, ổng lo mặn ăn. Bây giờ đây ba ở 2-3 đêm bên dưới này. Thôi bây giờ mình trò chuyện về hai vợ chồng thôi, đừng nói tới người ta. Đừng nói tới nó đụng chạm. Nói đi em. Nói đi. Giờ hai vợ chồng vậy là nhớ cái chồng xuống thăm vợ. Vợ nhớ thì vợ lên thăm chồng. Vậy đó. Có ngủ lại không? Có khi cô Tư ở hai nhiều lắm, hai đêm rồi cũng đi về dưới rồi. Chứ không có ở lâu được. Ở lâu thì tụi nó lên bắt tử, nó kiếm chuyện nó quýnh ổng nữa. Quýnh cô Tư luôn nữa. Nó không chịu đồng ý cho cô Tư ở với ổng. Mấy đứa vậy cháu rồi nhóc. Cô Tư là mình sống một thôi bây giờ như nè. Con cái gì không? Bây giờ như nè. Cô Tư thì có đứa con một à. Mà nó có cháu nội rồi. Nó ở 6 bây giờ nè. Bây giờ anh nói nó em. Nó làm vậy? Tao đang nói chuyện. Chuồng mắt à. Anh nói em gì nè, bây giờ tóm gọn, anh nói cho em Út nó dễ hiểu, cho nó quay vô, dễ hiểu. Tóm gọn, từ bây giờ trở đi, em lên đây em ở, thì em ở, còn em không lên đây ở thì thôi. Rồi, goodbye, see you again. Ở quậy hoài là không có xong. Không có lên được. Vậy đó. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.